Minh Châu thân mến, chào các bạn. Trước mặt Minh Châu là một con gà. Các bạn thấy con gà không? Gà công nghiệp đó. Đó, thì hôm nay Minh Châu sẽ hướng dẫn các bạn làm một món súp. Súp gà, hay là các bạn gọi phở gà cũng được. Nhưng mà nấu theo kiểu của Minh Châu thường nấu vừa tay vừa ta hang. Thì trước tiên á, là các bạn cần một con gà. Mua về các bạn nhớ rửa sạch đi ha. Lý do là ở trên da con gà đó, người ta nuôi trong chuồng nó rất có nhiều cái con vi khuẩn mà mình không có làm rửa sạch đó, thì cũng có thể sẽ bị tiêu chảy đau bụng đó các bạn, khi mà mình nấu không có kỹ đó ha, các bạn rửa sạch. Rồi các bạn cần cà rốt. Cà rốt ở đây rẻ lắm nên Minh Châu mua 1 ký nhiều lắm, nhưng mà giờ cũng không biết làm gì cái phần dư lại nên thôi đổ nhiều cà rốt vô cũng được. Ngoài ra nếu các bạn có những cái loại củ khác như củ củ celery, tức là củ cần, để các bạn cũng có thể bỏ vô cho nó thơm. Thì cà rốt các bạn rửa sạch rồi cắt từng khúc vậy cũng được, tại mấy cái này mình hầm cho ra nước rồi mình cũng bỏ đi, còn bạn nào muốn ăn thì ăn. Rồi các bạn cần vài củ hành tây. Hành mua về thì rửa sạch đất đi rồi để nguyên cả vỏ này cũng được các bạn ha. Rồi củ gừng, rồi các bạn cắt nhỏ ra. Thì sau đó là giờ mình sẽ nướng lên. Để các bạn thấy trong cái nồi Minh Châu đang nướng không? Đã nướng củ hành này lên. Củ nướng tí xíu cho nó thơm thôi. Đã nướng lên mấy cái miếng gừng này cũng vậy. Nếu các bạn có thì bỏ vô. Đó rồi đây là mấy cái bông hoa quế. Các bạn thấy bông hoa quế không? Hoa quế là cái này đây. Nó đâm mình. Đã hoa quế. Đâu trời. Đây là hoa hồi gì đó cho nó thơm. Còn đây là cái vỏ cây quế để cho nó thơm. Thì và mấy cái hột gì nè đó, thì mấy cái hột này Việt Nam có hết mà phải không các bạn? Đó thì các bạn bỏ vô, mình nướng sơ sơ lên, nướng luôn trong nồi luôn, khỏi cần nướng riêng, mất công rửa, mất công dọn dẹp đó. Thì nướng như thế này xong rồi ha. Rồi xong rồi chúng ta bỏ mấy củ hành này vô, bỏ vô. Xong rồi cà rốt bỏ vô luôn. Đó, các bạn có những cái củ quả gì đó thì bỏ vô để mình hầm ra nước cho nó ngọt thôi. Nó vừa ngọt bằng rau củ quả, vừa ngọt bằng gà hay là thịt bò gì đó các bạn muốn thì bỏ vô. Và đây là con gà đó, thì để vô vậy đó. Thì mình bỏ sở dĩ á, mình bỏ củ hành tây vô đó các bạn, là để khi mình nấu đó, đây hành tây này để nguyên cả vỏ mình nấu á, thì mấy cái bọt, mấy cái chất gì của con gà đó nó ra đó, thì là nó sẽ làm cho cái nước này nó trong đi ha. Nó như thế này rồi thì các bạn chỉ việc đổ nước vô và hầm nó lên đó. Thì nước đây mình cho đổ vô. Đó, các bạn hầm chừng 1-2 tiếng gì đó để lửa nhỏ nó sôi. Sôi quá trời. Ok, tại mới đầu bỏ vô như vậy với lại cái nồi nó nóng đó các bạn, thì các bạn chú ý chứ bị phỏng đó. Đó thì nó là như vậy rồi. Bây giờ các bạn chỉ để cần cần để lửa nhỏ và mình hầm. Sau đó thì các bạn lọc nước ha, lấy cái nước này nè, mình vớt những cái củ quả này ra. Nếu các bạn muốn sử dụng tiếp thì các bạn ép nó ra nước rồi mình lọc lọc nước rồi cho nó trong. Rồi các bạn nêm gia vị mắm muối này kia tùy các bạn. Rồi sau đó các bạn dùng cái nước này để ăn bún, ăn phở hay là làm bất cứ món gì mà các bạn muốn. Ok, thì thường thường Minh Châu hay bỏ thêm 1, 2, 3 cái cục viên súp này vô. Súp Knorr không có cũng được các bạn ha. Các bạn bỏ mắm muối, tiêu, ớt này kia vô là cũng rất là ngon rồi. Và sau đó mình đậy vung lại mình hâm. Đó, cái món như thế này là xong rồi. Cảm ơn các bạn nha. Chúc các bạn cuối tuần ăn vui. Chào các bạn.